Hi, mến chào tất cả người Nam nhé. Hôm nay nhân dịp khai xuân đầu năm thì Như Ý Audio Bình Định cũng kính chúc toàn thể người Nam trên mọi miền Tổ quốc một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài phát lộc hơn nữa ha. Thì hôm nay Như Ý khai xuân bán hàng đầu năm thì lộc lé cũng hỗ trợ cho anh em ha. Anh em nào mua bất kỳ sản phẩm nào của Như Ý bán trong ngày hôm nay thì được lì xì từ 300k đến 1 triệu ha, tùy theo món ha. Như những con mixer này Ý đang lên sóng thì sẽ lì xì cho anh em 300k ha, 300.000 ha. Ngoài cái phí lì xì 300.000 ra thì bên mình sẽ hỗ trợ phí bao ship cho ngày hôm nay nữa, cho anh em đầu năm lấy may mắn và mình cũng lấy may luôn ha. Thì hôm nay mình về được 8 con mixer Classic Pro, một thương hiệu của Nhật Bản ha. Và hàng này là hàng nồi chạy điện áp 100V, hàng có công suất liền công suất luôn ha. Hôm nay về được 8 con nhưng mà nói thiệt là nó không có đẹp, không có đồng đều, thì mình sẽ bán từng con từng giá. Xíu nữa anh em sẽ quan sát là tại sao từng con từng giá ha. Ví dụ như hai con này cùng model, nó là Classic Pro BM602FX ha. Công suất mỗi kênh nó là 50W ha. Công suất mỗi kênh nó 50W. Đấy, nhưng mà một con thì đẹp, đẹp mút chỉ ha. Con bên này cũng rất là đẹp nhưng mà cái hông nó bị hen rỉ xét tí xíu chỗ này thôi ha. Anh em nào chịu khó về chè sơn sơn lại ha. Em thì không có sơn, có sao bán vậy. Như hai con này thì con này là bán giá 3.8 triệu ha. Con này là ít like hơn ha. Con này 6 like giá 3.8 triệu, con này thì giá 3.5 triệu ha. Đó, em nói ví dụ như hai con mà tại sao nó khác giá tiền ha. Đấy, con thì 3.8 triệu, con 3.5 triệu là anh em hiểu. Con này thì nó cũng đẹp hơn, nhưng mà dưới đấy nó không đẹp hết không, nhưng mà chỉ có bên hông này nó hơi chày thôi. Thì em sẽ bán theo nghiêng đai nghiêng kiện về anh em xử lý. Cái này xong tí xíu là đẹp được, nó không có hen rỉ nhiều đâu nha anh em, chút xíu thôi. Đó, thì mỗi con này giá em bán giá là giá chưa có lì xì ha. Cứ anh em cứ vào cái giá này là trừ tiền lì xì ra ha. Đấy, thì 602 em có hai con. Và đây tiếp theo là 802 là 8 like đó anh em. Con này có phát đầy đủ, có công suất ha. Con này thì công suất cũng 50W thôi ha, 50W thôi nhưng mà nó nhiều like hơn chút. Con này mà anh em mình hát là chim rồi là tuyệt vời luôn. Đã như hai con này ha, một con thì mới đét luôn ha, một con thì cũ nút vàng. Thì buộc cái con cũ nút vàng này giá nó phải rẻ hơn rồi ha. Thì mình có 1, 2, 3, 4, 5 con mới, 5 con mới BM802FX. 5 con này thì em bán với giá 4.8 triệu ha. Đó, đồng giá 4.8 triệu. Riêng con này nút vàng cũ hơn thì em sẽ bán 4.3 triệu ha. 4.3 triệu. Đấy, cơ hội đầu năm cho anh em. Chứ nó có cái nắp lưng nó cũ, cái mặt nó cũ nhưng đấy nó rất là mới, anh em thấy không? Mới lắm. Đấy, nó chỉ vàng nút thôi, nó thiệt là vàng nút. Đó, con nào cũng vậy nữa đâu, đấy rất là mới, mới tinh vi luôn ha. Đó, mới lắm. Đó, mới lắm ha. Đấy, anh em thấy chưa? Rồi em sẽ quay mặt sau ha. Mặt sau thì hai cái rack speaker này là hai rack cắm lo ha, hai rack cắm lo. Con này chú ý cấp điện áp nồi của Nhật chỉ có 100V thôi ha. Nói chung là tầm 95 đến 2 là chơi được. Đấy. Đấy, nguồn phan tông có đầy đủ không? Đấy. Cái khói ở trên là khói RM mixer ha. Còn cái khói dưới là khói công suất, nó gần như là hai khói riêng biệt. Anh em thấy nhìn bờ hông không? Đó, nó hai khói riêng biệt tách bạch không? Nhưng mà liên kết bằng ốc vít. Con này chạy nguồn xuyến nha anh em, chạy nguồn xuyến. Công suất chạy nguồn xuyến nên là công suất thật rất là đủ. Đó. Và ra thì họ ghi trên này là 500W. Xin lỗi, 50W RMS. 50W RMS. Con này thấy vậy cho nó rất là khỏe, echo effect đầy đủ và công suất nó cũng dữ lắm. Đây này, em đang test một con này, nó cũng dữ lắm nha. Em đang gắn đồ bass 25 này, đồ bass full 25 mặt tinh này. Đây. Dữ lắm, công suất thấy vậy chứ nó công suất thật là nó đảm bảo đủ công suất ha. Rồi em sẽ test cái phần ở trô cho anh em nghe ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hey, 1, 2. Con này nó có tới 16 hiệu ứng ha. Ví dụ mình cứ đi lên tiếp hiệu ứng thôi. 1, 2. Đấy. Đấy.
nó rất là nhiều hiệu ứng, nó tới 16 kênh lận. Đây này, anh em nhìn thấy không? Ví dụ như em chơi hiệu ứng số 1 là Rìu và Kho đi ha. Hey, 2. Ví dụ như kênh số 2 đi. Hey, 2. Nó rất là nhiều hiệu ứng. Ví dụ mình muốn intro đi, intro thì kênh số số 9, số 10, 11, 12. Hey. Cái intro này. Hey, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Đó. Thì mic thì mình cắm vào đây ha. Nó có rất nhiều gần nhạc thì nhạc máy tính mình cắm vào đây. Nhạc máy tính thì cắm vào đây. Nhạc máy tính thì cắm vào đây. Còn hai đường này là cắm ra cái lo ha. Hai dây đen, hai dây này là cắm vô hai cái lo đây. Đó, quay cho anh em thấy luôn nè. Đang cắm vô hai cái lo bắt 25 không. Chơi thoải mái nha anh em. Nếu mình mở theo kiểu nghe nhạc kiểu người Nhật thì khó hư lo lắm. Khó hư mới sơ lắm. Công suất thì nó thật, công suất nó đủ. Đó, con này nó chạy nguồn tăng phô, quay lại cho anh em thấy nặng lắm, thấy cho nó nặng lắm. Đó thì em cũng báo giá công khai rồi đó. Anh em nào chốt được món nào thì liên hệ ý qua địa chỉ này ha. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.